Mình chào bạn nha. Nay chủ nhật rảnh rỗi nên mình với bà vợ mình cùng đi giăng lưới chơi nè bạn. Này là nguyên một cánh đồng ruộng của anh tao nè. Cái chỗ này là này, nắng nó hơi chá. Cái chỗ này là người ta để trống, còn khu bên kia trồng cao nhút người ta không có cho mình giăng. Nay chủ nhật nên người ta cũng hay đi giăng lưới nữa các bạn. Này sáng mình ra hơi trễ nên người ta cũng giăng hết một đoạn rồi. Còn này là số anh ngồi trên bờ chuẩn bị họ đi câu ở bên kia con sông á. Mình nay mình đi giăng lưới kiếm mấy cái sặc. Đây sình non nó lúng quá, lội tới ngang bụng lội lâu quá. Để mình lại mình coi cái đoạn anh hai mình mới giăng kìa, nó có dính gì chưa, mình coi thử ra. Mới giăng trước làm sao dính cả sặc các bạn. Này, bữa nay mình đi mình gặp mấy chú anh này giăng lưới chung mình nữa nè. Đằng kia có anh giăng lưới lồng tông rồi, để mình lại mình coi thử à. Tại lưới anh giăng dính quá trời luôn, trắng tươi luôn. Này, để mình coi thùng cá anh thử. Nguyên thùng quá trời luôn. Bữa sáng giờ anh giăng mấy dạo anh? Mới 3 dạo mà cái thùng cá nhiêu đây, còn tay lưới kia chưa gỡ nữa. Ủa cái này mình vũ gì nó ra phải không? Vũ gì nó rớt, rớt. Rớt mình gỡ. Thấy cũng hay quá. Nhưng dính nhiều ghê, vũ rớt ra chưa. Ủa này anh đang bán cái gì ăn nha? Ăn rồi vòng vòng rồi mua thì cũng bán lại. Ừ. Trên này mà trên cá Hồng Tông nhiều hơn dưới quê mình đó ha. Quê đâu? Em Sóc Trăng á. Mỹ Tú, hình như anh cũng Sóc Trăng đó. Ừ. Nhìn nãy thấy B2 là của anh ngoài phải không? Nó có tụi 68. 8 Kiên Giang à. Tôi Phú Lộc quá. Thấy mấy biển số 83 ngoài mà không biết của ai, 83. B2 không biết của ai. Mỹ Xuyên á. Tôi Phú Lộc vô viện ở năm á. Cái dạo này chứ cũng cả ký à, dạo này ít. Ngày nào anh cũng xuống đây giăng ấy gì? Đâu có đâu, chủ nhật rồi đi vậy thôi. Mấy ngày thường mừng không à. Chủ nhật rảnh rỗi xuống giăng lưới vậy bạn. Trời, nhầm bữa hổm gầy hổm ba dạo vậy là cái thùng nước ngắt luôn rồi, tràn tới cổ. Bị hổm gầy người ta giăng quá trời rồi. Lưới này cái dạo nó dài ghê. Dài ghê, còn cái lưới em dạo vắng quá. Giờ em dính một cái thì gỡ đấm đuối luôn. Hình như cái đường nãy em đi dọc thì thấy đường của anh phải không? Lưới anh phải không? Không có. Đường này nè, cái đường đằng đó cong lại đó. Lưới của ông kia trên kia. Cái khúc vô trong hết rồi. Giờ này nắng chắc nó trốn vô cỏ rồi á. Cái tay văng lưới cá sạc anh đang văng rồi hả? Chưa. Đủ trên toàn ui với bạc màng rồi. Này y như quan sơ, y như dưới ruộng, dưới quê vậy bạn. Cỏ cái này. Hình như là ở đây người ta trồng rau nhút không mà có cái bãi này đất trống nè. Trời, giờ bữa nó trồng hết. Vòng vòng thấy nó trồng rau nhút, rau muống, có rau ngổ nữa. Mới khai trương lần đầu mà thấy thất bại quá. Nó xe gì nè, xe gì sao? Hình như em thấy cái viền dưới nó thẳng hơn viền trên á. Thẳng. Sao kỳ vậy, nó bắt hay là nó bắt ngược không biết. Dân này, lưới này thằng nào mà ấy chỗ này bán được chắc lần một. Cái này mình cắt chì ra được không ta? Cắt cái chì cho nó hở ra. Con dân ngang lưới của ông luôn á. Hôm nay chủ nhật mình đi dân gặp đi chứ. Chú này nữa mà. Tại vì không biết đi ngõ nào chứ đi ra. Lưới của chú tới hai lớp, là một lớp cá sạch với lớp kia ba màng phải không chú? Ba màng là bởi vì mình
Cá rô dính. Cái này chắc hồi nãy con không biết lội ngang quá. Một đoạn ba màng với đoạn cá sặc nữa gì văng dính. Hai lớp luôn. Ba màng thì nó có cái tác dụng cái là có cá bự nó cũng dính. À. Bự nó cũng dính bởi vì nó vô cái mặt này nè, nó vô cái mặt này nó qua luôn cái mặt này nè, cái mặt này à. Thưa này, mặt thưa nó gói lại. À. Nó gói lại thành cái túi. À. Nó cũng hay phải, cái này cũng mới lâu thấy rồi. Chứ dưới vẫn thấy có con lớp à. Cái này nó có lâu rồi. Chắc lên đây làm lâu quá rồi, không có ở dưới quê không biết. Nãy lỡ dân cắt ngang ấy. Cái này mới này tay lưới này ở bên An Giang ba vợ mới mua mà sao tay lưới kỳ quá nè, lưới gì chắc văng nó cũng dính mà không dính nhiều. Ở kệ đi, cũng dính mà hồi mình lên khu vùng cạn mình văng thử coi, vùng cạn chắc nó bắt cái dính á, xình lội lúng quá, lúng tới bụng mình á, lúng quá trời lúng, mình lội thấy nó mệt. Bây giờ mình lên mình nghỉ một chút rồi thử cuốn lưới rồi coi không các bạn. Lưới mình viền ngắn quá ở trong cái cũng dính quá trời nè, tùm tùm nè. Giờ nó thẳng rồi nè, chắc hồi nãy mình mới văng thẳng quá. Hồi nó chìm. Ừ. Văng xuống hồi nó cái chì nó chìm xuống rồi nó thẳng ra. Chết thôi, mới văng xíu à. Cũng dính lai ra gì cũng được. Tưởng là ế luôn rồi chứ. Mấy hồi mình dẹt cái lục bình nó dằn cái nhà đó đó. Dính lây gai vậy là ngon rồi, dằn chừng ai dạo rồi. Ăn này. Với nãy mình mới lỡn cũng dằn loại động quá vậy. Với cái lưới này phải mua 3 phân là được ha. 2 phân rưỡi hơi nhỏ. Chỗ này là dính con nè mày, tượng ế mà nó dính lai rai, kiểu này cũng đỡ. Có anh kia anh mới văng cái mà dính quá trời đó mà, chắc tay lưới của anh nó tốt mà lưới mình văng không dính. Đó, 2 kg không quá trời luôn ha. Đâu anh giờ này không? Để em lên coi. Cái kia văng cá sặc có một dạ mà quá trời luôn mà. Rút qua đó cuốn rồi qua đó. Để không qua bánh nha. Ở đây ít sặc đẹp hết này. Sặc bóm không à. Sặc bóm này mới ngon là sặc đẹp nó. Số người ta thích sặc đẹp mà sặc đẹp ăn không ngon, thấy không ngon. Chết hết rồi. Cá sặc này nó dễ chết lắm, nó dính cái là nó ngợp liền. Nó không lên ngớp được là chết ngắt. Ừ. Đây 2 con nè. Vừa mới nhắc sặc đẹp, đây có sặc đẹp nữa. Cũng dính lai gai nè, dính chùm nè. Có 2,5 phân à. Dạ lô đi khổ mấy. Không, cái dạo này nãy giờ cũng 10-20 con hết này, chắc cũng có nửa ký à. Trong thức. Ô, tới khúc này cũng dính chùm luôn đó bạn. Dính quá trời dính nè. Con súng hả? Con súng về nấu bên chua cá ông Tông luôn hả? Hồi nó xuống dưới kia con súng về nấu bên chua cá sặc á. Ừ. Cái sặc này em thấy mình bầm gan mớ mình thấy xương xương á. Muối mặn mặn xương xương cái chiên ăn ngon. Đây nè. Đây cũng dính. Dính chùm nữa nè. Cá đây mới dính. Ừ, mới dính nó sống, mấy cá sống này mới dính á.
Lưới này mua ở chợ hay gì á? Chắc lưới chợ chứ mấy. Chứ phải lưới mà mình làm ở nhà dân thì ngon quá rồi. Này xong giao lưới mình hả bạn? Này nhiêu đây chắc cỡ nửa ký à. Mới lần đầu ra quân gì chắc cũng được rồi. Bây giờ clip của mình hơi dài thôi, mình xin kết thúc clip này nha các bạn. Mình để hồi về mà làm cá để làm nấu canh chuồng mới rồi.